đám cưới miền Tây gây sốt. Mẹ cô dâu cầm thau đựng vài chục cây vàng, chú rể đón vợ bằng siêu xe 24 tỷ. Nhìn vào số vàng cưới nhiều đến nỗi phải đựng bằng thau kia, ai nấy liền châm chô tán thưởng bởi sự giàu có và chịu chơi của các bố mẹ. Mới đây, một đám cưới khủng ở miền Tây đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng khi mẹ cô dâu phải dùng thau để đựng vàng hồi môn cho con gái. Theo đó, đoạn video do một bạn trong ekip make-up quay lại cảnh mẹ cô dâu mang thau ra đựng 20 cây vàng cưới trao cho con gái khiến người xem trầm trồ không ngớt. Cô dâu diện trang phục áo dài truyền thống màu đỏ vô cùng xinh đẹp, môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đáng chú ý, trên cổ, tay cô dâu là rất nhiều vòng tay, nhẫn và kiềng vàng. Ai cũng biết, thời gian này vàng là một trong những kênh đầu tư được rất nhiều người quan tâm do sự tăng đột biến về giá. Nhìn vào số vàng cưới, nhiều đến nỗi phải đựng bằng thau kia, ai nấy liền trầm trồ, tán thưởng bởi sự giàu có và chịu chi của các bố mẹ. Chưa hết, chú rể đón dâu bằng chiếc xe màu cam trắng cực sang chảnh. Được biết, giá bán của chiếc siêu xe này ở Việt Nam khoảng 1 triệu USD, hơn 24 tỷ đồng. Trong quá trình rước dâu, chú rể cũng liên tục livestream với nụ cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp. Dù tổ chức rình rang với độ chịu chi cực khủng, nhưng đám cưới vẫn giữ nhiều nét đẹp truyền thống của người dân miền Tây như đề co cổng cưới long phụng, lá dừa, trái cau, hoa tươi. Cô dâu chú rể mặc áo dài đỏ truyền thống khiến dân tình tấm tắc khen ngợi.